Anh có nhận làm móng ốp không ạ? À? Có chứ em, móng nào anh cũng nhận làm hết á. Mà em thích làm form dài hay ngắn? Có muốn design hay là vẽ thêm cái gì không? Để anh vẽ cho. Anh tính rẻ thôi chứ không có mắc đâu. Mà em cứ yên tâm nha. Móng ốp bên anh là ốp là dừa, chứ không có bị thiếu hay là dư gì đâu. Lúc làm anh đo rất là kỹ, cho nên mình chỉ cần giũa sơ sơ thôi rồi mình ốp lên mặt luôn.